thư viện Phật giáo hòa hảo thực hiện diễn đọc ánh hào quang ngũ sắc và dần mây trắng trên dù bồ hông núi cấm trân trọng kính mời quý vị lắng nghe diễn đọc Tuấn Anh và Ngọc Minh núi cấm hay còn gọi là thiên cấm sơn là một ngọn núi nằm trong dãy thất sơn quyền bí linh thiêng ở miền nam nước Việt và ở nơi cao nhất của ngọn núi cấm chính là Dồ Bồ Hông nằm ở vị trí treo leo hiểm trở ít có người lai giảng tới. Từ khi dãy thất sơn được thu về nước Việt vào năm 1757 cho đến khi Đức Phật Thầy Tây An khai sáng giáo hệ Bửu Sơn Kỳ Hương và khi ngài tịch vào năm 1856, tính ra cũng vừa tròn một thế kỷ. Kể từ đó đến nay, rất nhiều chuyện linh thiêng quyền bí ở núi Cấm đã được lưu truyền cho thế hệ con cháu sau này. Từ những bậc đạo sĩ tu hành đắc đạo đến những người thích quy ẩn tu hành. Từ chuyện xấu thần năm chèo, trâu sắm, trâu xét, rắn thần trên núi cấm thần bạch hổ và chuyện năm ông thẻ Dân Dân. hôm nay chúng tôi xin được phép lượt thuật lại mẫu chuyện sư thầy chú tiểu và bầy dọc được hào quang chư phật tiếp dẫn trên dồ bồ hông núi cấm nam mô a di đà phật sau ngày đức phật thầy tây an khai sáng giáo hệ bửu sơn kỳ hương ở vùng núi thất sơn thì có rất nhiều những bậc cao nhân ẩn sĩ đã chọn núi cấm làm nơi ẩn thân tu hành xa lánh thế tục vì lúc đó địa thế núi cấm không khác gì cảnh thần tiên ở hạ giới với những nơi chưa có dấu chân người đặt tới được phủ kín che khuất bằng những cánh rừng nguyên sinh rậm rạp. Dù bầu hông là đỉnh cao nhất của núi cấm và là nơi ẩn tu của một vị sư thầy và một chú tiểu trong am tự nhỏ được cất bằng cây rừng tựa vào vách đá. Không biết sư thầy và chú tiểu đến đây vào lúc nào, nhưng chỉ biết họ sống và tu trong am tự rất an nhiên tự tại. Ngày qua ngày, lễ bái công phu, và thỉnh thoảng hai thầy trò vào rừng tìm hái những cây thuốc đem xuống núi đổi gạo để độ nhật qua ngày. Rồi đến một ngày kia, bỗng sư thầy nghe tiếng chú Tiểu gọi Sư phụ ơi! Sư phụ coi nè! Có con dọc bị thương nè sư phụ! Vị sư thầy bước ra khỏi am tự hướng về phía chú Tiểu thì thấy trên tay chú Tiểu bồng một con dọc đã bất tỉnh mình mẩy nó bê bết máu chú thích dọc là động vật cùng họ với loài khỉ nhưng thân hình to lớn hơn mõm ngắn hơn đặc biệt là rất thông minh và khôn hơn khỉ sư thầy liền đỡ con dọc từ tay chú tiểu thấy nó cũng còn thở thoi thóp và vết thương ở đùi máu ra rất nhiều có lẽ do dính bẫy của thợ săn nên nó cố dùng dãy thoát ra được Vì là loại thú rất khôn Nó đã cố gắng chạy đi tìm người cứu giúp Nhưng vì vết thương quá nặng Lại mất máu nhiều Nên đã bất tỉnh Mai nhờ chú Tiểu nghe được tiếng động phát ra trong rừng Và lần tìm được nó nằm trên lối mòn gần am tử Sư thầy liền nói với chú Tiểu Con để con dọc nằm xuống bổ giác đi À, lấy nước rửa vết thương cho nó, còn thầy đi vô rừng hái lá thuốc về để trị vết thương. Chú thích: Bộ vạc là cái giường ngủ được làm bằng tre rừng hoặc cây rừng kết lại với nhau. Vài lát sau, sư thầy trở về với một nắm lá rừng. Sư thầy liền giả nhỏ, chắc lấy một ít nước từ lá thuốc đổ vào miệng con vật, còn xác lá thuốc thì đắp lên vết thương cho nó đến ngày hôm sau thì con dọc đã tỉnh lại khi mở mắt nó nhìn thấy sư thầy và chú tiểu thì rất sợ nhưng nó không cử động được vì vết thương còn quá đau thấy vậy chú tiểu liền nắm tay để truyền hơi ấm cho nó an tâm và còn tay kia chú tiểu đặt nhẹ lên ngực nó vốn là con vật rất thông minh nên nó liền hiểu ra sư thầy và chú tiểu đã cứu nó đang chữa trị vết thương cho nó rồi nó nhắm mắt lại ngủ thiếp đi đến chiều thì con dọc tỉnh lại nó ngước nhìn chú tiểu và sư thầy với ánh mắt đầy lòng biết ơn con dọc được chú tiểu đút cho một ít nước cháo nó uống được khoảng nửa chén rồi lại tiếp tục ngủ vì vết thương còn quá nặng, được sự săn sóc của sư thầy và chú tiểu, nên ba ngày sau con dọc đã ngồi dậy được và bước đi khập khiễng. Hơn một tuần sau, con dọc chỉ quanh quẩn nơi am tự để dưỡng thương, nên nó đã thân quen với cảnh vật chung quanh, nhất là khi nó thấy sư thầy và chú tiểu lễ bái công phu hàng ngày. Rồi hai tuần sau vết thương đã lành, con dọc đã có thể leo trèo lên cây cao bình thường và quấn quýt với chú tiểu luôn nên cả hai đã trở thành đôi bạn thân giữa cảnh rừng núi hoang vắng này đến tuần thứ ba thì con dọc đã bình phục hẳn nó cũng đã biết bẻ nhánh cây làm chổi để khoét sân trước ngôi am tự như chú tiểu và nó cũng đã biết hái trái cây rừng đưa cho chú tiểu đặt lên bàn thờ để cúng phật bước qua tuần thứ tư sáng hôm đó chú tiểu không thấy con dọc đâu cả đến trưa thì nó trở về còn dẫn theo cả bầy dọc lớn nhỏ hơn hai mươi con giờ thì chú tiểu biết được nó chính là con dọc đầu đàn và đã dẫn cả bầy để về đây sinh sống gần nơi am tự hơn một tuần qua, kể từ khi bầy dọc về đây sinh sống, thì đến một buổi trưa, cả bầy bỗng nhốn nháo và kêu lên rất to. Biết có chuyện lạ xảy ra, sư thầy liền bước ra sân, thì thấy từ xa khoảng một nhóm, khoảng 12 người đi đến trong rất vội dã. Dẫn đầu là một người đàn ông tuổi trạc tứ tuần, trong trang phục nghĩa quân bước đến lên tiếng thưa kính chào sư thầy chúng tôi là nghĩa quân kháng pháp dưới trướng của thiên hộ dương thủ khoa quân bị quân pháp tấn công chúng tôi không chống cự nổi nên rút lui và sau đó chúng tôi bị quân pháp phát hiện truy đuổi theo hơn hai ngày nay cùng đường chúng tôi mới rút lên núi cấm này hiện trong toán quân có ba người bị thương mong nhờ sư thầy cứu giúp nghe qua sư thầy liền lên tiếng trấn an các vị cứ an tâm đừng lo ngại gì cả cứ nghĩ tạm ở đây tôi sẽ giúp hết sức của mình liền sau đó sư thầy kêu chú tiểu nhóm lửa nấu nước và nấu cơm rồi sư thầy bước tới qua xem các vết thương của những nghĩa quân. Xem xong, ông khoác cái túi giải lên trên vai và đi nhanh vào khu rừng để hái thuốc. Hơn nửa giờ sau, sư thầy trở về, lấy ra từ trong túi giải hai nắm lá thuốc cùng rất nhiều rau rừng. Rồi sư thầy liền bảo chú Tiểu, Con luộc rau rừng cho các vị ăn cơm để thầy đắp thuốc cho những người bị thương. Các vết thương đã được băng bó và cơm được dọn ra trên những chiếc lá rừng to lớn bằng bàn tay người. Toán Nghĩa Quân đã có một bữa ăn ngon, dường như là ngon nhất trong đời giữa cảnh rừng núi quang vắng này. Vì đã hơn hai ngày đói mệt trên đường rút lui và lẫn tránh quân Pháp. Sau bữa cơm, mọi người đều nằm lăn ra ngủ duy chỉ còn vị chỉ huy nghĩa quân và sư thầy ngồi trò chuyện sư thầy liền kể cho nghe về đời sống tu hành của mình ở vùng núi này và đáp lại vị chỉ huy nghĩa quân cũng kể cho sư thầy nghe về cuộc đời kháng pháp cứu nước của mình trời vừa gần xế chiều bỗng đâu bầy dọc nhốn nháo hẳn lên từ trên cây cao, con dọc đầu đàn leo xuống, chạy đến trước sư thầy. Sư thầy liền biết có điều gì xảy ra. Ông cùng với vị chỉ huy nghĩa quân dội bước ra chỗ mỏm đá. Nhìn xuống triền núi thì thấy quân Pháp khoảng hai mươi tên đang tiến về phía am tự. Vị chỉ huy nghĩa quân liền lên tiếng. Chắc có việc gian điềm chỉ nên quân Pháp mới lần ra dấu vết của chúng tôi. Tới đường cùng rồi, chúng tôi phải liều đánh một trận sống chết với chúng thôi. Sư thầy liền lắc đầu nói rằng: "Không nên đâu. Các vị chỉ còn vài thanh đao ngắn, còn quân Pháp thì súng ống đầy đủ. Tôi biết ở phía sau am tự có một khe đá, chỉ vừa một người nghiêng mình mới đi qua được." rồi bước xuống dài mỏm đá có một cái hang đá rộng cũng đủ cho cả toán nghĩa quân trốn được hang đá này đứng từ trên cao nhìn xuống thì không thấy gì cả các vị nên xuống hang ngay đi quân pháp lên gần tới rồi nói xong sư thầy trở vô trong am tự nhanh tay thu dọn và xóa đi các dấu vết xung quanh thì còn một ít cơm sư thầy liền múc hết ra một chiếc lá rừng lớn rồi gói lại đưa cho một nghĩa quân cầm lấy cả toán nghĩa quân lần lượt từng người lách mình qua khe đá rồi xuống hang người khỏe xuống trước đỡ người bị thương xuống sau khi cả toán nghĩa quân đã xuống hang nhưng không thấy sư thầy và chú tiểu xuống nên vị chỉ huy nghĩa quân liền trở lên và thưa với sư thầy Sư thầy và chú tiểu cũng nên xuống hang với chúng tôi để tránh quân pháp. Nếu không khi chúng đến đây, sư thầy sẽ gặp nguy hiểm vì chúng rất tàn ác. Sư thầy liền nói với giọng ôn tồn, điềm đạm: "Thầy trò tôi sẽ ở đây với ngôi am tự. Các vị đã xả thân chống pháp cứu nước, cứu dân tộc mà cuộc đấu tranh kháng pháp còn dài. Đất nước quê hương còn cần các vị rất nhiều. Riêng phần tôi thì trong hoàn cảnh này thì thân tôi đâu có xá gì. Vừa dứt lời thì đã nghe tiếng ồn ào của quân Pháp từ xa. Vị chỉ huy nghĩa quân nhìn quanh, thấy có một cây cổ thụ cao phía xa, rồi ông đưa ra quyết định. "Vậy để tôi leo lên cây cao đằng kia ẩn nấp, nếu chúng phát hiện ra cửa hang, hay sư thầy gặp nguy hiểm thì tôi sẽ xuất hiện để đánh lạc hướng chúng nói xong vị chỉ huy nghĩa quân nhanh chân băng rừng đi về hướng cây cổ thụ kế tới quân pháp đã kéo tới trước am tự quả đúng như suy đoán của vị chỉ huy nghĩa quân quân pháp đã được một tên việt gian chỉ điểm và dẫn đường tên sĩ quan pháp tay cầm khẩu súng ngắn vẻ mặt giận dữ vì không tìm được nghĩa quân nhưng khi thấy sư thầy hắn liền đổi thái độ nét mặt tươi cười đến gần sư thầy nắm lấy tay tỏ vẻ thân thiện hắn móc trong túi ra một cái đồng hồ quả lắc nhỏ dúi vào tay sư thầy rồi sổ một tràng tiếng pháp tên diệt giang liền bước tới cố gắng thông dịch theo sự hiểu biết của hắn ông quan tây nói ông tặng thầy cái đồng hồ và sẽ báo lên quan lớn cấp trên cho thầy tiên để cất chùa. Nhưng thầy phải chỉ ra nghĩa quân đang trốn ở đâu. Sư thầy đưa trả lại cái đồng hồ, rồi chắp tay vào ngực, vừa lên tiếng, vừa lắc đầu. Mô Phật, tôi không biết. Tinh sĩ quan Pháp đã hiểu câu trả lời của sư thầy, nhưng hắn vẫn cố làm ra vẻ bình tĩnh và nói một tràng tiếng Pháp nữa tên Việt Giang lên tiếng thông dịch. Ông quan Tây nói, quan lớn cấp trên sẽ cho thầy rất là nhiều tiền, nhưng thầy phải chỉ ra, chúng nó đâu. Tên sĩ quan Pháp dường như học được câu tiếng Việt, nên hắn liền lặp lại giọng lơ lớ. Chúng nó đâu? Sư thầy vẫn điềm tĩnh trả lời. Mô Phật, tôi không biết. Tên sĩ quan Pháp liền nhìn vào trong am tự rồi nhìn một vòng chung quanh thấy có nhiều dấu vết biết ra nhiều người đã ở đây vì những dấu vết vẫn còn rất mới đoán biết sư thầy đã giúp đỡ và che giấu nghĩa quân quá tức giận hắn lôi sư thầy ra sân đến gần chỗ phiến đá rộng bằng phẳng phía dưới là vật thẩm treo leo hắn quát lớn bằng tiếng việt chung no đâu Sư thầy vẫn đứng thẳng người Chắp tay trước ngực Và an nhiên trả lời Mô Phật Tôi không biết Tình sĩ quan pháp giận dữ Nét mặt đỏ gay Lộ vẻ tàn ác Hắn liền hét lớn Lặp lại câu trả lời của sư thầy Tôi không biết Vừa hét Hắn vừa co chân Đạp vào ngực sư thầy Khiến cho sư thầy ngã ngửa về sau Và rơi xuống vực sâu hắn giận dữ nhìn theo sư thầy trái ngược với hành động của hắn sư thầy không kêu lên một tiếng kêu la hoảng hốt nào mà giọng sư thầy vẫn điềm tĩnh vang lên nam mô a di đà phật nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt liệm chú tiểu thấy sư thầy bị rơi xuống vực chú vừa khóc vừa lên tiếng kêu sư phụ ơi, sư phụ. nghe tiếng khóc của chú tiểu, tên sĩ quan pháp xô chú tiểu té ngã ra đất và chỉ vào mặt chú tiểu, hét lớn, với giọng vô cùng giận dữ. chung nó no đâu? chú tiểu vừa khóc vừa trả lời. tôi không biết. không còn dằn được cơn giận dữ nữa, tên sĩ quan pháp liền nắm hai chân chú tiểu dơ lên cao rồi nói lớn. chung nó no đâu? chu tiểu mặc dù bị chõng đầu xuống đất và dường như nhớ lại hình ảnh của sư thầy bình thản an nhiên khi bị rơi xuống vực sâu mà vẫn gian lên câu niệm phật nên chu tiểu đã biết được điều gì sắp xảy đến với mình chu bình tĩnh lạ thường chắp tay vào ngực nhìn thẳng vào mặt tên sĩ quan pháp và điềm nhiên trả lời mô phật tôi không biết tên sĩ quan Pháp giận dữ đến rung người. Hắn cầm hai chân chu tiểu, quay vòng vòng. Và mỗi vòng quay, hắn lặp lại hai chữ. Không biết, không biết, không biết. Đến câu thứ ba, theo chiều của vòng quay, hắn buông hai chân chu tiểu. Theo đà của vòng quay, nên chu tiểu rơi luôn xuống vực sâu. Nhưng giọng chu tiểu vẫn thanh thoát vang lên. Nam Mô A Di Đà Phật. Tên sĩ quan Pháp liền sai đám lính thuộc hạ tìm kiếm chung quanh. Vì hắn biết Toán Nghĩa Quân còn lẫn trốn đâu đây. Sau một hồi tìm kiếm nhưng không thấy gì cả. Nên đám lính Pháp tụ tập lại trước ngôi am tử. Chúng ngồi chung quanh tên sĩ quan rồi đốt một đống lửa to và lấy lương khô ra ăn. Trời đã bắt đầu sẫm tối bóng tối u buồn ảm đạm bao phủ cảnh núi non hoang vắng như muốn phủ kín cảnh đau thương tan tóc vừa xảy ra nãy giờ từ trên cành cây cổ thụ vị chỉ huy nghĩa quân như chết lặng người khi chứng kiến cảnh sư thầy và chú tiểu bị quăng xuống vực sâu lòng ông căm phẫn tột độ đã khiến ông muốn ra mặt để liều chết với quân Pháp, để trả thù cho sư thầy và chú tiểu. Nhưng bỗng nhiên, bên tai ông dẫn lên hai câu niệm Phật sau cùng của sư thầy và chú tiểu rất an nhiên và thanh thoát. Dường như đó lại là một nguồn năng lực kỳ lạ ngăn cản lại quyết định của ông. Và tự nhiên, lòng ông cảm thấy bình tĩnh lại. Ông chợt nghe một tiếng động khẽ gian lên kế bên. Ông liền xoay đầu nhìn lại. Thì ra, con dọc đầu đàn đã theo ông lên ẩn núp trên cành cây cao và đã chứng kiến tất cả mọi chuyện xảy ra. Hướng mắt về phía am tự, qua ánh lửa, ông thấy bọn lính Pháp đã chuẩn bị đi ngủ tên sĩ quan nằm phía trăng kế bên là súng đạn bọn chúng gom lại chất đống bên cạnh còn bọn lính thì nằm rải rác phía ngoài sân khi thấy bọn chúng đã ngủ vị chỉ huy nghĩa quân cũng cảm thấy mệt mỏi nên xoay người dựa lưng vào chảng ba to lớn của cây cổ thụ và ngủ thiếp đi nam mô a di đà phật Tiện niệm Phật của sư thầy mơ màng gian lên bên tai, làm cho ông thức giấc. Và ông biết được mình đã ngủ trên cây một giấc ngủ khá dài. Trời cũng vừa tờ mờ sáng, ông liền trở mình và hướng mắt về phía am tự. Bọn linh Pháp vẫn còn ngủ ngoài sân. Phía bên trong, tên sĩ quan Pháp bỗng ngồi bật dậy, hăng xì xào quát tháo. Làm cho cả bọn lính Pháp đều thức giấc và tỉnh ngủ hẳn. Khi biết ra toàn bộ súng đạn chúng gom lại để phía trong am tự đã biến mất, không còn cây nào cả. Tên sĩ quan Pháp và cả bọn nhốn nháo, dòm giáo giác tìm kiếm chung quanh. Tên sĩ quan liền bước tới tên lính Pháp còn đang nằm ngủ ngoài cùng gần lối đi. Hắn đá vào chân tên lính Pháp đang ngủ nhưng tên này vẫn nằm yên bất động. Hằng nắm lấy dài tên này lật ngửa lên. Thì ra, tên lính này đã chết từ lâu. Mắt trợn ngược, mặt mày tím ngắt. Trên cổ tên này có hai lỗ tròn nhỏ còn rỉ máu. Biết tên này đã bị rắn độc cắn chết khi đang ngủ. Một loại rắn cực độc đến nỗi khi bị cắn, tên này không kêu la hay giấy dụa gì cả. Tên sĩ quan Pháp đứng lên nhìn giáo giác chung quanh. Hắn quan sát rất kỹ từng đám lá rừng, từng bụi cây và hướng mắt nhìn xuống triền núi xa xa. Dường như biết được sự nguy hiểm nếu tất cả các súng đạn đã lọt vào tay nghĩa quân. Qua bực tức, hắn cho đập phá am tự rồi ra lệnh rút quân xuống núi từ trên cây cao theo dõi, thấy bọn lính Pháp đã đi khuất. vị chỉ huy nghĩa quân liền leo xuống đi đến hang đá phía sau am tự và gọi anh em nghĩa quân ra khỏi hang. Sau một đêm nguy hiểm, được gặp lại nhau, tất cả rất vui mừng vì đã an toàn. Mọi người dường như được sự hỗ trì của núi non linh thiêng nên đã có một giấc ngủ rất ngon nên ai ai cũng cảm thấy khỏe khoáng trong người. Vị chỉ huy nghĩa quân kể cho mọi người nghe những chuyện đã xảy ra với sư thầy và chú tiểu. Cả hai vị đã hy sinh thân mạng để che chở cho toán nghĩa quân. Nghe qua, ai ai cũng căm phẫn sự tàn ác của tên sĩ quan Pháp. Bỗng đầu, con dọc đầu đàn từ xa chạy tới trước mặt vị chỉ huy nghĩa quân, miệng khò khẹt chót chét, tay quơ tay chỉ về phía vách đá phía xa. Biết có chuyện lạ, ông liền bước chân về hướng vách đá, thì con dọc đã nhanh chân chạy trước dẫn đường. Đến nơi đi vòng ra phía sau, khuất trong một hốc đá là toàn bộ súng đạn của bọn lính Pháp. Nhìn những khẩu súng nằm trong hốc đá, ông đã đoán biết chính bầy dọc đã đánh cắp rồi đem cất giấu ở đây. Vị chỉ huy còn đang miên man suy nghĩ, thì những con dọc khác đã nhanh chân leo xuống hốc đá, xếp thành một hàng dài, rồi truyền tay nhau đưa những khẩu súng trở lên trên. Vị chỉ huy nghĩa quân nghĩ thầm. À, thì ra bầy dọc hồi đêm qua đã lén vào am tự để đánh cắp toàn bộ những khẩu súng bằng cách này rồi truyền tay ra ngoài đem đi giấu vào trong hốc đá và ông nhanh chóng đưa ra một quyết định ông liền gọi tất cả anh em nghĩa quân đến và ra lệnh truy đuổi bọn lính pháp với những chiến lợi phẩm có được với lòng căm phẫn và nôn nóng trả thù cho sư phụ và chú tiểu nên cả toán nghĩa quân nhanh chóng nhặt súng lên cầm tay và khoác lên vai rồi bắt đầu đi nhanh theo hướng bọn lính pháp gần một tiếng sau thì đã thấy bóng dáng của bọn lính pháp đang đi phía xa toán nghĩa quân liền đi nhanh hơn để đuổi kịp bọn chúng còn cách hơn hai trăm thước tới một khoảng đất rộng thì tên sĩ quan pháp ra lệnh cho bọn lính dừng lại nghỉ chân và lấy lương khô ra ăn vị chỉ huy nghĩa quân liền chia anh em ra làm hai toán toán đầu tiên đi nhanh băng rừng dòng xuống núi để đón đầu tập kích chúng trên đường rút lui toán còn lại do ông chỉ huy sẽ lặng lẽ đến gần chờ đúng thời cơ sẽ ảo ra tấn công khi nghe tiếng súng nổ thì toán đầu tiên sẽ chuẩn bị đón chặn bọn lính pháp đang nghỉ ngơi chúng cảm thấy yên tĩnh nên cũng lơ là không cảnh giác Có tên còn nằm lăn ra đất Trong khi toán nghĩa quân âm thầm tiến đến gần Mà bọn lính Pháp không hay biết gì cả Còn cách khoảng 50 thước Vị chỉ huy nghĩa quân ra lệnh dừng lại Chọn vị trí ẩn núp Chuẩn bị sẵn sàng và phân chia mục tiêu cho anh em khi thấy tên sĩ quan Pháp đã ngồi xuống trên tảng đá, còn những tên khác thì ngồi chung quanh vị chỉ huy nghĩa quân liền ra lệnh tấn công ca toán liền xông ra chạy nhanh về phía bọn pháp và hò hét lớn để uy hiếp tinh thần của bọn chúng khi nghe tiếng động tên sĩ quan pháp đứng bật dậy thấy nghĩa quân xông tới súng lăm lăm trên tay thì hắn biết cả bọn lính pháp đã bị tập kích bất ngờ quá hoảng sợ hắn liền cúi rạp người xuống tránh đạn và nhanh chân bỏ chạy cả bọn lính Pháp cũng bị bất ngờ nên vừa đứng lên chạy thì nghĩa quân đã nổ súng. Năm tên lính Pháp ngã gục tại chỗ và tên Việt Giang cũng đã đền mạng. Những tên lính Pháp còn lại rút chạy thật nhanh xuống núi và toán nghĩa quân liền tiếp tục hò hét đuổi theo. Chú thích Vì súng đạn thời đó bắn xong một phát phải đứng lại nạp đạn nên bọn lính Pháp có thời gian chạy xa. Khi nghe tiếng súng nổ, toán nghĩa quân đầu tiên đã chuẩn bị. Khi thấy bọn lính Pháp tới gần, sáu nghĩa quân liền xông ra chặn đầu và nổ súng. Vì muốn trả thù cho sư thầy và chú tiểu nên cả toán đều nhắm bắn tên sĩ quan. Hai tên lính Pháp ngã gục, còn tên sĩ quan Pháp cũng bị trúng hai viên đạn, một vào vai và một vào tay. Hắn té ngã ra đất nhưng cố gắng đứng dậy và chạy thoát mạng nhanh vào rừng vì phía sau toán nghĩa quân thứ hai cũng đã đuổi kịp và nổ súng thêm ba tên lính pháp nữa đền mạng quá hoảng sợ bọn lính pháp còn lại chạy tán loạn vào rừng thoát thân vì phía trước và phía sau đã bị nghĩa quân đánh chặn nghĩa quân tiếp tục hò hét truy đuổi theo một đoạn thì vị chỉ huy nghĩa quân ra lệnh dừng lại và rút ra khỏi rừng vì biết chúng đã chạy thoát được cùng với tên sĩ quan cả toán nghĩa quân quyết định lên núi trở lại am tự nhìn cảnh tượng đổ nát và nhớ tới cảnh đau thương của sư phụ và chú tiểu vị chỉ huy nghĩa quân bỗng rơi nước mắt ông liền nhặt lại cái lưu hương bằng đất nằm lăn lóc dưới đất đặt lên trên tảng đá rồi bảo các anh em nghĩa quân quỳ xuống và chắp tay khấn nguyện nam mô a di đà phật anh em nghĩa quân chúng tôi xin mua ngàn lần đội ơn cứu tử của hai vị vì hai vị đã chấp nhận hy sinh thân mình để cứu chúng tôi thậm chí đã chấp nhận phạm giới không nói ra chỗ ẩn trốn để cho chúng tôi được sống xin nhận anh em chúng tôi bốn lại này để tạ ơn cứu tử và xin kính nguyện với ơn trên chư Phật từ bi tiếp độ vong linh của hai vị được siêu thoát. Nam mô A Di Đà Phật. Lại xong bốn lại, cả toán nghĩa quân đứng lên và vừa xoay ra thì đã thấy có hai người lạ đang đứng ở phía trước sân am tử. Một trong hai người liền lên tiếng xin các vị chớ lo ngại chúng tôi là những người ẩn tu gần đây trên núi này vì nghe tiếng súng nổ nhiều nên vội vàng tới đây xem quay chuyện gì đã xảy ra vị chỉ huy nghĩa quân lên tiếng chào hai vị ẩn tu rồi kể lại tất cả những sự việc đã xảy ra từ ngày hôm qua cho đến giờ nghe xong một trong hai vị ẩn tu liền nói mọi chuyện đã xảy ra như vậy theo ý chúng tôi các nghĩa quân hãy nên xuống núi đừng nán lại ở am tự nữa đề phòng quân pháp có thể trở lại truy tìm các vị còn việc hậu sự của sư thầy và chú tiểu sáng ngày mai chúng tôi sẽ đến đây dọn dẹp am tự và tìm đường xuống vực sâu để lo chôn cất ngay bây giờ hai chúng tôi sẽ đi đến nơi xảy ra trận đánh để tìm và chôn xác những tên lính Pháp chết trận. Vì dù sao, chung cũng là những con người và nên đối xử với nhau bằng câu nghĩa tử là nghĩa tận. Dường như còn quên điều gì, nên một trong hai vị ẩn tu nói tiếp. Còn đây là một ít cơm khô mà chúng tôi đi rừng thường đem theo chúng tôi sẽ chỉ cho các vị xuống núi bằng con đường mòn băng rừng để cho kịp trước khi trời tối chúc quý vị bình an và vững tâm tranh đấu cho quê hương dân tộc sáng sớm hôm sau hai vị ẩn tu trở lại am tự để dọn dẹp những gì còn sót lại thì họ ngạc nhiên khi thấy cả bầy dọc đã ngồi đông đủ chỗ phiến đá nơi sư thầy và chú tiểu bị sát hại. Con dọc đầu đàn ngồi phía trước với một ít trái cây rừng. Chúng ngồi im lặng, buồn bã và mắt nhìn xuống vực sâu. Dây lát sau, bỗng con dọc đầu đàn đứng lên, ngửa mặt lên trời, hai tay đấm vào ngực. Trong lòng nó, như đang đau đớn khôn cùng, nó hú lên một tiếng hú thật dài nó hú lên ba lần liên tục như vậy tiếng hú nghe thật não nùng thống thiết bi ai tiếng hú thứ ba vừa dứt nó xoay lại nhìn tất cả những con dọc còn lại ánh mắt nó rất kỳ lạ và dường như nó đang khóc thật bất ngờ nó xoay lưng và lao mình thật nhanh xuống vực sâu để được chết theo hai vị ân nhân cứu tử thấy vậy những con dọc còn lại cũng cất tiếng hú gian dội và lần lượt lao thân nhanh xuống vực sâu để được chết theo con đầu đàn để được chết với sư thầy và chú tiểu cho trọn tình trọn nghĩa bấy lâu nay Hai vị ẩn tu đứng lặng người trước sự việc xảy ra quá nhanh và ngoài sự suy nghĩ của cả hai người. Hai người rất xúc động và cũng không cầm được nước mắt trước sự thủy chung trọng tình trọng nghĩa của bầy dọc. Sau đó, hai vị ẩn tu tìm đường xuống vực Khá vất vả, nhưng cả hai cũng đều xuống được đáy vực sâu. Trước hết, họ tìm được xác của sư thầy và chú tiểu nét mặt hai người vẫn an nhiên thanh thản đôi mắt đã nhắm lại và trên môi dường như đang mỉm cười viên mãn kỹ đến hai người cũng tìm được xác của con dọc đầu đàn và những con còn lại nằm rải rác xung quanh gần đó sau khi chôn cất cho tất cả xong thì trời cũng vừa xế trưa hai vị ẩn tu liền trở lên khỏi vực và hẹn nhau ngày hôm sau sẽ trở lại để dọn dẹp và tu sửa lại am tự để làm nơi thờ phượng cho sư thầy chú tiểu và bầy dọc hôm sau khi trời vừa tờ mờ sáng và sương mù vẫn còn dày đặc hai vị ẩn tu đã đến họ bắt đầu dọn dẹp và sắp xếp lại ngôi am tự công việc vừa xong, họ đặt lại chiếc lư hương bằng đất. vật duy nhất còn sót lại, thì ánh bình minh cũng vừa ló dạng. cả hai vừa thắp hương cầu nguyện cho vong linh của sư thầy của chú tiểu và bày dọc xong, thì bỗng đâu một luồng gió nhẹ đưa đến làm lay động khói hương, rồi làm lay động những cây lá chung quanh am tự. rồi tự nhiên có một mùi hương ngào ngạt êm dịu từ trong am tự loan tỏa ra ngoài và theo gió phủ trùm khắp cảnh vật chung quanh. Gió nhẹ vẫn tiếp tục thổi tới và làm lay động cả đám sương mù trước ngôi am tự. Sương mù bị gió làm lay động rồi dần dần xoay tròn xoay tròn và kết tụ lại thành một dần mây trắng tinh anh rực rỡ hai vị ẩn tu đứng ngay người để thưởng thức mùi hương thơm kỳ diệu và ngắm nhìn dần mây trắng kỳ lạ như chưa từng thấy trong đời lúc này mặt trời cũng đã lên và ánh sáng ban mai cũng đã soi chiếu rõ ràng tất cả cảnh vật chung quanh dần mây trắng rực rỡ cũng từ từ chuyển động và hạ thấp dần xuống vực sâu hai vị ẩn tu liền bước theo để ngắm nhìn sự chuyển động của dần mây trắng bỗng đâu từ dưới đáy vực sâu một luồng hào quang ngũ sắc sáng lòa rồi chiếu thẳng lên không trung tạo thành một bầu trời trong xanh quang đản cho rừng núi trùng điệp và khi dần mây trắng đã hạ xuống tới đáy vực thì từ từ dâng cao ngược trở lại ngược lên không trung khi dần mây trắng dâng cao đến ngang ngôi am tự thì dừng lại ánh hào quang ngũ sắc soi chiếu cả bầu trời và bao phủ quanh dần mây trắng thêm với mùi hương ngạt ngào kỳ diệu đã tạo thành một cảnh tượng thần tiên trên đỉnh núi cấm mà trong đời hai vị ẩn tu được hữu duyên chứng kiến. Như không tin vào mắt của mình, trên dần mây trắng hiện rõ hình ảnh sư thầy đứng giữa, chú tiểu và con dọc đầu đàn đứng hai bên. Còn những con dọc khác thì đứng ở phía sau. Tất cả đều chắp tay vào ngực, hướng nhìn về phía am tự với ánh mắt trang hòa, từ ái. Trước cảnh tượng này, không biết là sự thật hay đang bị qua mắt hai vị ẩn tu liền nhìn nhau rồi xoay người nhìn lại cảnh tượng trên dần mây trắng biết chính xác là sự thật và hai người cũng nhận ra đây là cảnh tiếp độ của chư phật tiếp dẫn chúng sanh được siêu thoát nên cả hai đồng quỳ xuống chắp tay một trong hai vị lên tiếng nam mô a di đà phật thật là hữu phước hữu duyên cho chúng con được chứng kiến hào quang chư phật tiếp dẫn chúng sanh đây là nhân duyên mà ít người trong thế gian này thấy được trên dồ bồ hông núi cấm này chúng tôi xin thành kính niệm phật để tiễn đưa các vị nói rồi cả hai đồng đứng lên và chắp tay vào ngực niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Tiếng niệm Phật của hai vị ẩn tu vang lên. Đứng trên dần mây trắng, sư thầy, chú tiểu và bầy dọc dường như đã cảm nhận được tấm lòng của hai người. Lúc đó, ánh hào quang ngũ sắc bỗng sáng rực lên, cùng với dần mây trắng cũng dần dần dâng lên cao giữa không trung, đưa sư thầy chú tiểu và bày dọc lui xa về phía chân trời xa dần xa dần cho đến khi khuất dạng và khi ánh hào quang ngủ sắc cùng dần mây trắng đã tan biến cảnh vật trên núi non cũng đã trở lại bình thường hai vị ẩn tu như được hào quang chư phật soi sáng tâm linh của mình nên dặn bảo nhau cố gắng tu hành và lưu truyền cho hậu thế mai sau những gì mắt thấy tai nghe về ánh hào quang ngũ sắc và dần mây trắng trên vồ bộ hông núi cấm linh thiên huyền bí này rồi thời gian trôi qua những tháng năm dài mưa nắng đã làm xói mòn và xóa nhọa đi những nấm mộ đất hoang sơ và cây cối cũng mọc xanh tươi phủ kín như để che khuất những biến cố đau thương đã xảy ra để cho thân xác của sư thầy và chú tiểu cùng bày dọc được trở về với lòng đất mẹ thiêng liêng ngày nay hậu thế của chúng ta được lưu truyền một lòng thủy chung trọn vẹn nghĩa tình của bầy dọc một nghĩa cử cao cả của sư thầy và chú tiểu khi hoàn cảnh đưa đến dù là đã xuất gia nhưng cũng hy sinh thân mình để báo đáp trọng ân của quê hương đất nước. Đền sông nợ nước thù nhà, Thiền môn trở gót Phật đà nam mô. Chừng ý mới tịnh vô nhất vật, buổi hồng trần rất sạch cửa không. Chuông linh ngân tiếng đại đồng, ta bà thế giới sắc không một màu. Trích trong sấm giảng thi văn Kính thưa quý vị và các bạn Ngọc Minh và Tuấn Anh Vừa lượt thuộc xong điển tích Ánh hào quang ngũ sắc Dạp dần mây trắng Trên dồ bồ hông núi cấm Thư viện Phật giáo hòa hảo Xin kính chúc tất cả quý vị Quý Phật tử Và quý đồng đạo Cùng gia quyến Được nhiều sức khỏe Thân tâm an lạc Tinh tấn tu hành cho đến ngày giải thoát. Nam mô A Di Đà